Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên về chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua một số nghị quyết quan trọng. Khẩn trương hoàn thiện các bước để giải phóng mặt bằng, phục vụ tái định cư, đường Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đoạn qua phường Nhân Hòa. Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về việc miễn đăng kiểm ô tô mới từ hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2023. Nhân ngày nước sạch thế giới, chương trình có bài Xã Xuân Quan, địa phương cuối cùng của tỉnh Hưng Yên có nước sạch từ nhà máy. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên Việt Nam với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Hội nghị được tổ chức kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố và cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Buổi đối thoại của Thủ tướng với thanh niên diễn ra với 3 chủ đề, đó là giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Tại buổi đối thoại, đại diện đoàn viên thanh niên trong cả nước đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước hiện nay, đồng thời đề xuất nguyện vọng có cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ đặc thù để thu hút nguồn nhân lực tuổi trẻ chất lượng cao, có tâm huyết làm việc trong môi trường cơ quan, đoàn thể nhà nước và khu công nghiệp tại các tỉnh lẻ, khu vực ven thành phố lớn. Trả lời câu hỏi về những chính sách giúp thanh niên khởi nghiệp tham gia vào cuộc cách mạng 4.0, Thủ tướng chia sẻ, đất nước đang thực hiện khát vọng lớn, đến năm 2045 là nước có thu nhập trung bình cao, do đó xây dựng 3 trụ cột lớn và cả 3 trụ cột đều lấy con người là chủ thể, mục tiêu, động lực cho phát triển, nên cùng với tăng trưởng sẽ phát triển văn hóa, giáo dục tương xứng, mỗi đoàn viên thanh niên phải hiểu rõ được trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường và không trông chờ ỷ lại. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chúng ta phải có chính sách đào tạo nhân lực thích ứng với các xu thế mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Cùng với việc đào tạo thì việc tự mày mò, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo là rất quan trọng. Đây cũng là điều nằm trong nhiệt huyết của thanh niên. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng và tặng quà cho 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng có mặt tại hội nghị đối thoại. Sáng mai ngày 23 tháng 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2023. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp không thường lệ để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, các địa phương. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh kỳ họp thứ 12 sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư một số công trình dự án trọng điểm góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các nội dung liên quan đến văn hóa, chế độ chính sách, an sinh xã hội, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, bầu bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số nội dung khác. Đồng chí Trần Quốc Toản đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và nhân dân trong tỉnh để xem xét, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, đồng thời thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung chỉ kỳ họp, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh để ban hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng khả thi, đáp ứng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025. Các hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần này sẽ được thao tác quyết định trực tiếp trên hệ thống quản lý điều hành trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương.
Tại kỳ họp, các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc các sở có liên quan đã trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung một số tuyến đường trong quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường nối DT376 với tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, việc đặt tên đường phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Sau khi nghe các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra nội dung các dự thảo báo cáo, các đại biểu biểu quyết bấm nút điện tử 13 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội với sự nhất trí 100%. Kỳ họp đã miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Chí Công, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển công tác, và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên với số phiếu cao. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định kỳ họp này đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng như điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trong quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. Về phê duyệt chủ trương đầu tư, quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện. Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp và nội dung các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát. Kính thưa các vị đại biểu, quý 2 năm 2023 và những tháng tiếp theo dự báo có những thuận lợi, khó khăn đan xen tác động đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các cấp các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ là đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời, hiệu quả. Thứ hai là tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch đầu tư công của tỉnh, khối lượng thực hiện các công trình dự án trong năm 2023 là rất lớn, nhiều việc khó phức tạp. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh để phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công đã dự kiến trong danh mục nghị quyết 193 ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, địa phương được phân công quản lý. Đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tập trung rà soát điều chỉnh bổ sung các quy hoạch liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch của tỉnh. Chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm mở rộng thị trường để tiêu thụ nông sản, chủ động sẵn sàng các phương án tiêu thụ trong mọi tình huống, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế, thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu cải thiện mạnh mẽ các chỉ số PCI, PPI, PAC Index và SPAD, vân vân. Ba là tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, tập trung khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng, đúng quy định. Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Tôi đề nghị các cấp các ngành và từng vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, các quý vị đại biểu phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung, góp phần tiếp tục thực hiện, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quý 2, làm tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 6 tháng và cả năm 2023. Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, đặc biệt quan tâm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, chính sách pháp luật của nhà nước và phù hợp với tình hình địa phương, sẵn sàng tổ chức các kỳ họp chuyên đề không thường lệ khi cần thiết. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đồng hành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh để cập nhật chính sách pháp luật mới phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào liên quan tới 16 hộ dân cần thu hồi đất và phải tái định cư. Tuy nhiên đến nay việc giải phóng mặt bằng khu tái định cư còn rất chậm, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của chính quyền địa phương. Nhà bà Cao Thị Lân nằm ở sát ngã tư giao nhau giữa đường Lê Quý Quỳnh với đường Đỗ Thế Diêm. Theo phóng tuyến dự án thì ngôi nhà 3 tầng diện tích 120m² mà bà đang ở phải giải tỏa. Vào đường thì nhà tôi cũng chấp hành thôi. Đấy, người ta không thông báo gì, đưa giấy là để trong diện giải tỏa, xong lại đưa giấy để đo đếm. Thế chúng tôi cũng chấp hành. Bây giờ tôi chỉ mong muốn là nhà nước giải tỏa thì nhà thì chúng tôi như thế nào thì lại hoàn lại cho chúng tôi để chúng tôi có nơi ăn trốn ở để ổn định cuộc sống. Còn đây là xưởng mộc của ông Nguyễn Khắc Dưỡng, xưởng bám mặt đường dài 30m, chiều sâu 8m với tổng diện tích 240m² ngay tại trung tâm phường Nhân Hòa. Theo dự án sẽ phải thu hồi toàn bộ diện tích nhà xưởng của ông. Có thể nào di rời tái định cư khu dân cư chỗ khác hay là anh em là di rời thôi. Dự án đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài đi qua 3 phường xã của thị xã Mỹ Hào với tổng chiều dài 4,7 km, trong đó qua phường Nhân Hòa 3,5 km. Phường đã giải phóng và bàn giao toàn bộ mặt bằng đất nông nghiệp cho đơn vị thi công. Chỉ còn 16 hộ liên quan đến đất thổ cư cần phải đợi đất bố trí tái định cư. Thị xã Mỹ Hào đã quy hoạch và được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận vị trí tái định cư rộng 11.000m² tại tổ dân phố An Tháp, ngay cạnh vị trí dự án đi qua. Địa phương đang tiến hành giải phóng mặt bằng. Đến nay mới có 3 trên tổng số 30 hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ đền bù. Đây là vấn đề mà Nhân Hòa cần tập trung tháo nút thắt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tái định cư, gây cản trở dự án đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài qua địa bàn. Mục tiêu chúng tôi đặt ra thì muộn nhất là trong cái giữa quý 2 này là phải hoàn thành được cái nội dung là giải phóng mặt bằng khu tái định cư. Nhằm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phường Nhân Hòa vừa thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn phường. Với sự chọn người phân vai cụ thể cùng tinh thần kỷ cương trách nhiệm, hy vọng công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm đường Hà Nội - Hưng Yên kéo dài nói chung và dự án tái định cư nói riêng trên địa bàn phường Nhân Hòa sẽ đúng tiến độ, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân và phát huy được hiệu quả dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng đồng bằng sông Hồng. Thời gian qua, huyện Khói Châu tăng cường xử lý đất dôi dư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai. Trong đó chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay đã thu được gần 20 tỷ đồng bổ sung ngân sách nhà nước và chi trả các khoản xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Theo đó, huyện đã xử lý được gần 150 trường hợp với diện tích trên 1 hectare, nhiều nhất là các xã Tân Tiến với 50 trường hợp, Tân Tân 30 trường hợp và Hồng Tiến 30 trường hợp. Riêng 2 tháng năm 2023, xử lý được hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số xã trên địa bàn trong 2 năm qua chậm xử lý như xã Tân Châu, Đại Tập, Tứ Sơn, Đông Kết. Hầu hết là diện tích dôi dư nằm xen giữa các hộ dân, nhiều vị trí còn cơi nới xây dựng công trình phụ, có chỗ bỏ hoang. Được biết, chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, huyện Khói Châu đã cấp giấy chứng nhận cho gần 500 trường hợp, thu về hơn 50 tỷ đồng từ xử lý đất dôi dư. Nhằm hạn chế lãng phí tài nguyên đất, địa phương cần tích cực tuyên truyền, vận động, giải quyết các kiến nghị vướng mắc của người dân, sớm hoàn thiện giấy chứng nhận, bổ sung phần diện tích đất dôi dư nhỏ lẻ để sử dụng đúng mục đích, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất này, gây lãng phí, thất thoát tài nguyên đất. Trong những năm qua, các địa phương trên toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đấu nối và sử dụng nước sạch từ các nhà máy.
đến nay tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy tập trung toàn tỉnh đạt trên 78%. Phóng sự thực hiện nhân ngày nước sạch thế giới 22 tháng 3. Những ngày này ở tất cả các thôn của xã Xuân Quan luôn tấp nập đấu nối đồng hồ từ đường ống nước chính đến các hộ dân. Đây là xã cuối cùng của tỉnh đấu nối nước sạch từ các nhà máy. Trước đây, không ít hộ tại đây vẫn sử dụng các nguồn nước mưa, nước giếng khoan trong sinh hoạt. Trong khi đó, nguồn nước mặt, nước ngầm bị ô nhiễm bởi chất thải rắn, nước thải từ các hoạt động nông nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện. Vì vậy, khi có nước sạch, ông Lê Ngọc Tỉnh cũng như nhiều người dân của thôn đã đăng ký lắp đặt đấu nối đồng hồ sử dụng nước sạch. Tôi rất vui là vì nó có một cái đổi rồi, từ vì hàng nghìn năm nay và còn lâu đời hơn nữa thì dân Xuân Quan làm gì có cái chuyện là dùng nước sạch, chỉ là nước sông sẵn hoặc là nước mạch từ sông Hồng thôi. Mặc dù là xã có kinh tế khá nhưng do phân vùng cấp nước của tỉnh từ những năm trước đây, xã chưa có doanh nghiệp đầu tư nhà máy cấp nước tập trung, trong khi nhu cầu của người dân lại lớn. Vì vậy, chỉ sau 2 ngày triển khai, thôn 3 đã có 50 cụm đồng hồ được đấu nối với nguồn nước mặt sông. Từ ngày có cái nước sạch của Ngọc Tuấn về là tôi cũng rất phấn khởi, được dùng cái nước riếc nó sạch riếc hẳn, mà quần áo riếc nó không bị ố. Đấy, mọi cái này rửa thức ăn thức riếc là nó cũng ngon lành hơn. Trước đây thì chúng tôi dùng nước giếng, thì nước giếng ở đây thì nó là lẫn rất nhiều các tạp chất. Khi có cái chương trình cấp nước sạch về thì bà con rất là phấn khởi và cũng rất là háo hức để làm sao khi có nước sạch về bà con nhanh chóng được sử dụng nước sạch. Cuối năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận được đầu tư xây dựng mới, hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống khai thác, xử lý và cung cấp nước cho xã Xuân Quan. Sau 2 tháng thi công đường ống chính, hiện nay công ty đang tích cực triển khai cấp nước sạch cho người dân. Cùng với đó, chính quyền xã Xuân Quan đã tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về sử dụng nước sạch, phấn đấu năm nay cơ bản 2.700 hộ dân trong xã được sử dụng nước sạch. Người dân Xuân Quan chúng tôi thì có lẽ rằng là cái khát khao được dùng nước sạch thì cũng đã từ rất lâu rồi. Đây là niềm mong mỏi của toàn dân, sự ủng hộ người dân rất là nhiệt tình. Đến giờ phút này chúng tôi kiểm tra đôn đốc chỉ đạo thì hiện nay thì tất cả 10 trên 10 thôn thì đều đã tổ chức họp và triển khai. Những năm qua tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư, quản lý, vận hành trạm cấp nước tập trung. Vì vậy, tỷ lệ số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 97%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam trên 94%, trong đó từ cấp nước tập trung trên 78%, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16 có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay, ngày 22 tháng 3 về việc miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm có đủ hồ sơ hợp lệ. Chủ xe được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện. Cụ thể, với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng. Thời gian sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng. Thời gian sản xuất 7 năm đến 20 năm, trước đây là 12 năm thì chu kỳ giữ nguyên 12 tháng. Thời gian sản xuất trên 20 năm thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên 6 tháng. Với ô tô chở người trên 9 chỗ, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 18 tháng lên 24 tháng. Thời gian sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ tăng từ 6 tháng lên 12 tháng. Thời gian sản xuất trên 5 năm thì chu kỳ giữ nguyên 6 tháng. Đối với nhóm ô tô tải, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất từ 20 năm trở lên, kể cả là ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng, ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người có thời gian sản xuất và 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng. Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã Mỹ Hào đã điều tra 12 vụ việc, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, về lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, phát hiện bắt 7 vụ đánh bạc với 31 đối tượng. Bắt giữ 3 vụ gồm mua bán chất kích dục, cố ý gây thương và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan điều tra Công an thị xã đang xác minh, mở rộng làm rõ. Về vi phạm quản lý kinh tế, đội hình sự phối hợp với đội quản lý thị trường phát hiện, xử lý 1 vụ kinh doanh hàng hóa buôn lậu, xử lý hành chính 1 đối tượng.
phát hiện bắt và khởi tố 2 vụ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Về vi phạm môi trường, Công an xã Hòa Phong phát hiện bắt giữ 1 vụ đổ chất thải không đúng nơi quy định, đang củng cố hồ sơ xử lý. Vừa qua, Công an huyện Tiên Lữ đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 6 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cơ sở không có giấy phép hoạt động nhưng vẫn kinh doanh karaoke. Hiện 7/7 cơ sở kinh doanh ngành nghề karaoke trên địa bàn huyện Tiên Lữ đều không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, không có lối thoát hiểm hoặc có nhưng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Ngoài việc lập biên bản tịch thu giấy phép kinh doanh karaoke và đình chỉ hoạt động đối với 6 cơ sở nêu trên, Công an huyện Tiên Lữ đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng đối với cơ sở karaoke K88 do bà Vũ Thị Thu Hà, trú tại thị trấn Phương làm chủ, do hoạt động không có giấy phép. Hiện các cơ sở đều chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động để khắc phục các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.